Đây, anh này anh ấy thái thành từng miếng là rất là đẹp các bạn ạ. Wow. Đây. Cái nồi tần đã chín rồi các bạn ạ. Cho nó nhỏ đã. Mì chính này. Băm luôn mì chính. Chỗ này thì thịt mỡ rồi là anh em sẽ lọc ra để rán lấy mỡ các bạn ạ. Rán lấy mỡ để chế biến cái món ăn đặc biệt này, chứ không dùng để làm món ăn nữa. Đây các bạn, đây là những cái thau thịt đã được pha sẵn và lát nữa sẽ cho vào đây để luộc qua và sẽ làm cái món khẩu nhục và cái món thịt áp chảo các bạn ạ. Đấy, cái món này cũng rất là ngon đấy các bạn ạ. Các bạn nhớ đón xem hết video nhé. Đây đàng hoàng lắm, không được chơi ăn cơm chất kiểu. Cái này là món gì đấy anh? Món xào. Xào đã ăn chưa?
Thế là mình phải bổ cái này ra. Không nó hôi. Những cái chỗ nội tạng lợn này bây giờ các anh em sẽ chuẩn bị thái để làm món ăn trưa các bạn ạ. Món ăn trưa để đãi anh em trong làng đến giúp đám cưới ấy. Thì món ăn trưa này sẽ có món thịt xào và những cái phần lòng lợn, rồi là phèo lợn và gan lợn các thứ. Đây là những cái miếng thịt sẽ mang ra để thái ăn trưa này các bạn này. Đây là những cái miếng thịt ba chỉ rất là ngon các bạn ạ. Cái thịt chân giò này mình làm món gì đây anh? Tần. Món tần à? Cả cái thủ lợn cũng làm tần luôn à? Vâng. Những cái chỗ ngon nhất của con lợn thì họ sẽ làm món tần các bạn ạ. Đó là từ chân giò lợn và cái thủ lợn này. Đấy, tổng cộng là có 4 con lợn các bạn ạ. Và cái món tần là một cái món ăn truyền thống của người Tày, người Đùng ở trên Bắc Hà, Lào Cai. Và rất là mang đậm cái truyền thống của người dân tộc ở trên vùng cao. Và cái chỗ thịt mà anh em này đang thái là để ăn trưa các bạn ạ. Lát nữa sẽ xào cái chỗ thịt này ăn trưa này. Đây là thịt thủ lợn cũng rất là ngon các bạn ạ. Anh em vẫn đang giúp nhau phanh cái thủ lợn và những cái chân giò này ra để làm món tần. À, bây giờ là chuẩn bị đến giờ ăn trưa rồi, nên là anh em đang giúp nhau làm những cái món ăn trưa rồi. Đây các bạn này, chú ấy sẽ cho những cái miếng thịt còn sống vào cái nồi nước sôi này để luộc. Và sau đó vớt ra. Vớt ra thì sẽ tẩm ướp gia vị và lại dán lên làm thịt áp chảo. Còn cái món khâu nhục thì lát nữa Vinh sẽ giới thiệu sau nhá. Còn bên này thì anh em này đang cùng nhau làm cái món đậu phụ chiên các bạn ạ. Đậu phụ chiên để mai làm cái món thì đấy là nói chung là mình không nhớ tên, nhưng mà nói chung là cái đậu phụ này sẽ được làm một cái món ăn. Mọi người cùng theo dõi nhá, vì mình không nhớ tên cái món này là gọi là món gì đâu các bạn ạ. Đây là các bạn này, con lợn gần như là cuối cùng. Anh em đang pha nốt thịt ra để làm món khâu nhục và món thịt áp chảo. Còn cái xương của nó thì sẽ được làm một món ăn khác, như là canh xương rồi là canh phển. Cái này là cái thịt thăn của nó các bạn ạ. Thịt thăn là một miếng thịt nạc rất là hấp dẫn, dài và ngon. Đây, cái chỗ thịt mỡ này thì anh ấy sẽ cắt ra để dán lên mỡ thôi các bạn. Thì các bạn ơi, đây là một cái nồi lòng lợn, rồi là tim gan phèo phổi của con lợn đang được luộc để tí nữa ăn trưa các bạn ạ. Một cái nồi nội tạng lợn rất là hấp dẫn này, đang sôi sùng sục lên này. Các bạn ạ, đây là cái món ăn trưa ngày hôm nay các bạn nhé. Đây là một đoạn phèo lợn rất là hấp dẫn này các bạn này. Cái này là cái món phèo lợn mà còn nguyên phân non ở trong đấy. Đây, đây là cái thau dạ dày, rồi là phèo lợn đã được luộc lên rất là hấp dẫn này. Thank you.
đây là vẫn là sử dụng để làm món tần các bạn ạ. Chỗ này là cái thận của con lợn, hai quả thận. Đây là có cái phần thịt lưỡi lợn này. Đấy, rất là hấp dẫn luôn. Giống như kiểu là những cái món ăn mà mình quay cho mọi người xem ở chợ phiên vùng cao ấy. Gọi là tổng hợp trong bụng của con lợn luôn đấy. Còn anh em ở bên này thì đã xăm được một nồi thịt để làm món khẩu nhục rồi các bạn ạ. Vẫn còn khoảng 2 nồi như thế này nữa thì sẽ hết rồi. Còn đây là hai cái rổ rau để tí nữa ăn trưa các bạn ạ, để làm canh ăn trưa thôi. Ở bên kia thì anh em đang xào thịt để ăn trưa tiếp này. Sáng nay là ăn sáng, bây giờ là ăn trưa các bạn ạ. Chú này là đang xào thịt ăn trưa này. Thịt này là vừa nãy mấy cái anh em bên kia là thái ra từ thịt ba chỉ và thịt củ lợn. Ở trong này có cả món tèo lợn nữa, gan lợn nữa. Sau khi xào xong thì anh ấy sẽ, chú ấy sẽ cho cả lá tỏi vào cho là thơm các bạn ạ. Chín rồi đúng không? Ở đây là có 4 cái dạ dày lợn các bạn ạ. Cái này lấy làm gì đấy anh? Canh khỏe. À, lấy làm canh khỏe đúng không ạ? Bây giờ anh ấy sẽ treo nó lên để ngày mai làm món canh khỏe các bạn ạ. Sau khi mà anh ấy thái xong cái chỗ thịt mà cái phần lòng lợn này xong ấy, thì anh ấy sẽ thái tiếp cái rau răm này để trộn vào các bạn ạ, để coi như là làm nộm ấy. Đấy. Rau răm cái kiểu này là cái kiểu ăn ở trên vùng cao là hay ăn kiểu này. Sau đó thì sẽ cho muối mì chính vào để trộn lên. Muối này để dã đập muối ra cho nó nhỏ đã. Mì chính này. Băm luôn mì chính.
anh em này nó làm gì ở đây? Đấy, bây giờ là trộn lên là ăn được luôn các bạn ạ. Đây là trộn là gia vị vào đấy. Cái này ăn là rất là ngon luôn các bạn ạ. Toàn là những cái chỗ là rất là ngon của con lợn. Thử luôn đúng không? Thử luôn. Test luôn, test luôn. Phát biểu cảm nghĩ nào, phát biểu cảm nghĩ. Mùi quá. Cái này phải ăn thử thêm miếng nữa đúng không? Đây, để cái anh này ăn thử đây. Đấy, mang vào đây, chia nhau. Mang vào đây. Được quay anh nhất tí. Để đi về đây. Đây các bạn ạ, bây giờ thì chú này sẽ múc cái chỗ thịt vừa với xào vừa nãy để đi ăn trưa các bạn ạ. Cái này thì cũng giống cái món sáng nay, tuy nhiên là nó có cái thịt tai lợn, còn sáng nay thì không có các bạn ạ. Đây này, bây giờ mọi người đang chuẩn bị kiểu bày mâm ra để ăn rồi. Còn đây là cái món nộm tổng hợp của con lợn. Anh ấy đang cho vào đĩa để chuẩn bị ăn trưa. Đây này. Wow. Đấy, vào trong cái nồi bông bông. Thì đi để lau. Ở đây là ngon nhất là cái món phèo lợn và cái món chế lợn các bạn ạ. Món phèo lợn. Hay còn gọi là pịa lợn. Đĩa cuối cùng. Ở đây có một cái món xương sườn rang nữa các bạn ạ. Đây, hai anh em này đang làm cái món này xương sườn này các bạn ạ. Đấy, rất là hấp dẫn luôn. Ở bên kia là cái nồi xương sườn đã được rang lên chín rồi này các bạn này. Cái này là món gì mà cho cả tỏi vào đây? Nhường á? Món nhường. Một cái món nhường. Cái này lát nữa người ta sẽ cho cái thịt, cho cái đậu phụ mà sáng nay rán vào các bạn ạ. Để cùng ninh lên thành một cái món nó gần như là canh mà cũng gần như là món thịt ấy. Ở đây thì mọi người gọi là món nhường. Thế ở trong đấy là có sẵn đậu phụ rồi này các bạn này. Và cái món này là để tối nay ăn tối các bạn ạ, bữa nháp. Đây, anh ấy sẽ trộn lên. Sẽ cho thêm một số gia vị nữa để ninh lên. Và đứng bên cạnh cái chảo sườn lợn rang này thì rất là thơm các bạn. Rất là thơm và hấp dẫn. Còn đây là một cái nồi canh rau các bạn ạ. Đây là rau cải. Nốt cái món rau cải luộc này nữa là đủ các món ăn cho trưa nay các bạn ạ. Chiều nay thì sẽ có thêm nhiều món ăn khác và ngon hơn so với lại bữa trưa này. Bữa trưa này thì là chủ yếu là anh em giúp nhau làm cỗ tự tổ chức ăn thôi các bạn ạ. Bữa chiều thì mới có khách mời. Còn bữa ngày mai là bữa chính thì mới có những cái món ăn ngon các bạn nhé. Ở trên vùng cao là như vậy. Thế các bạn ạ, đây là cái món ăn trưa của các anh đầu bếp các bạn ạ. Cái món ăn trưa của các anh này thì có tim lợn và cuống họng của con lợn.
toàn là những cái chỗ rất là ngon các bạn ạ. Ở vườn đấy thì là biến để cho khách ăn, khách trong làng hộp nhau ấy. Đấy, bây giờ là anh ấy sẽ mang ra kia để xào lên. Đầu tiên là cho mì chính này, muối này. Trong đấy là có cả gừng, cả tỏi, cả hành rồi. Bây giờ là cho vào trong cái chảo này để xào lên luôn ạ. Trông thì cũng không được đẹp mắt cho lắm nhưng mà ăn thì sẽ rất là ngon luôn. Lâm ơi. Giờ lại cho tiếp lá tỏi vào các bạn ạ. Rồi xong là sẽ múc ra đĩa để ăn trưa. Rồi các bạn, bây giờ đến giờ ăn cơm rồi các bạn ạ. Mình được ngồi với lại các anh đầu bếp này luôn này. Bây giờ tạm thời là mới chỉ có cái món thịt xào tổng hợp này thôi các bạn ạ. Và món canh rau. Đây là có một cái món thịt xào nữa nhưng mà trong này là có tim gan phèo phổi rất là ngon các bạn ạ. Một cái món nước chấm nữa. Còn những cái chỗ ngon ngon mà vừa nãy Vinh quay thì mang sang bên nhà để cho khách mời trong làng ăn hết rồi. Rồi bây giờ thì xin mời tất cả mọi người là ăn bữa cơm trưa tại nhà người Nùng ở trên Bắc Hà Lào Cai nhá. Xong là lát nữa Vinh sẽ quay tiếp cho mọi người xem những cái món ăn khác có trong cái đám cưới này nhá.